Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử 3 cặp loa PMB 450C hàng ngoại xịn nhá, để gửi đến cho 3 bác khách, một bác khách ở Sài Gòn này và một bác khách ở Hải Dương và một bác khách ở Hải Phòng. Thì trước lúc bên em đóng hàng để chuyển đi thì thường bên em lại test thử lại một lần nữa. Nhưng trong buổi sáng ngày hôm nay thì công việc nó cũng nhàn rỗi hơn một chút, thì bên em nhân tiện làm một đoạn video để gửi đến cho ba khách. Em cũng không chưa cả nhớ tên được các bác, em đã ghi vào đơn vào sổ rồi, thì mong ba bác cùng xem một đoạn video này nhé. Đây là em chỉ test thử một cặp thôi, đây là một cặp bên dưới, sau em sẽ test thử từng cặp, thì em sẽ không làm ba đoạn video mà em tổng hợp một video này để gửi đến ba khách. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa PMB 450C hay các mã ví dụ như 450V, 2000C, 900C và rất nhiều các mã PMB ví dụ như 252V hay những dòng loa bô và những hàng xịn, hàng đẳng cấp thương hiệu, thì các bác có thể liên hệ được cho bên trung tâm. Và số hotline của em là 0963101138 hoặc 0962355399. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và báo giá cho các bác những cặp loa đẹp xuất sắc như này thì bên em đang cung cấp có giá là 5.500.000, rất xinh đẹp như các bác nhé. Hàng đã được vệ sinh sạch sẽ. Và những chiếc gân, những cái chiếc gân này bên em đặt gân xịn của bên nhà máy và cũng đã thay gân mới để độ bền và sử dụng nó sẽ được lâu dài như loa mới. Giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của dòng PMB 450C. Nó mang ra chất âm rất chi là hay, rất chi là phê luôn. Và những cặp bên em đã tuyển chọn và lựa chọn là bên em cũng đánh số, ví dụ 6767 là thành một cặp này, 6666 và 6868. Đấy là do bên em cũng đã kiểm tra rất chi kỹ lưỡng. Mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của dòng 450C này nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về cái chất âm của sản phẩm BMW 450C này, thì nó rất gì toàn diện, tiếng trống rất chỉ ấm áp, và tiếng tép của nó nghe rất tơi nhá, tép giấy như của thằng BMW này, nó thiết kế phân tần và cái chất lượng của loa nghe nó rất chỉ ngọt nhá, vừa tơi vừa ngọt, sắc sảo, tiếng nói chung là các bác để và nghe và hát nó đều tuyệt vời rồi. Và cũng cảm ơn các bác khách đã ủng hộ bên cửa hàng, và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc, hát karaoke, giải trí thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.